Thưa quý vị các bạn, Nguyễn Ly rất vui được đồng hành với quý vị các bạn trong bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng ngày hôm nay mùng 8 tháng 10. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ qua. Ngày 8 tháng 10, lực lượng chức năng quận Bình Tân đang làm rõ vụ cháy trên địa bàn khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là bà HL, 32 tuổi, quê Tiền Giang. Theo diễn biến sự việc, vào khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, hỏa hoạn bùng lên tại cơ sở gia công ép nhựa trong hẻm 638 quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hỏa B, quận Bình Tân. Phát hiện đám cháy, người dân địa phương hô hoán nhưng không thể tiếp cận dập lửa vì cơ sở này khóa ngoài. Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân đã đến phun nước dập lửa. Đến khoảng 3 giờ 30 phút, hỏa hoạn được khống chế. Nhà thiếu nhi và bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh nằm ở quận 3, xây gần 100 năm trước, gắn liền nhiều thời kỳ phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Quyết định xếp hạng hai công trình được Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa ký sau khi Sở Văn hóa Thể thao đề xuất. Chính quyền thành phố không cho phép xây dựng khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất ở khu vực hai di tích này phải được phép của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ số UV cực đại tiềm năng trong ngày ở khu vực Nam Bộ ở ngưỡng từ 7 đến 10, đây là con số chỉ số gây hại cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khuyến cáo khi chỉ số UV ở mức 8 đến 10, nếu người dân ở ngoài nắng khoảng 25 phút có thể bị bỏng da. Với chỉ số UV như ngày hôm nay và những ngày tới, chuyên gia khuyến cáo người dân cần thoa kem chống nắng khi đi ra ngoài, mặc áo dài tay, mang kính râm, đội mũ khi đi ra đường và không nên đứng dưới trời nắng quá lâu. Nhiều khách hàng liên quan đến vụ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng SCB nhưng lại bị hô biến thành bảo hiểm nhân thọ Manulife. Đến nay vẫn chưa được nhận câu trả lời thỏa đáng về vấn đề xử lý giải quyết khiếu nại. Manulife Việt Nam còn bất ngờ phát hành thư từ chối hoàn tiền cho hàng loạt khách hàng. Nhiều khách hàng cho rằng việc không tổ chức sắp xếp buổi gặp mặt trực tiếp giữa khách hàng và đại diện Manulife Việt Nam, những người có thẩm quyền giải quyết sự việc đã khiến cho khách hàng mơ hồ, không rõ bản thân cần phải cung cấp những giấy tờ gì, chứng cứ nào để đảm bảo tính hợp lệ và được công ty xem xét trả lại tiền. Thưa vị các bạn, theo thống kê hiện có khoảng 26 triệu người trên thế giới đang sống chung với bệnh suy tim. Tại Việt Nam, tuy chưa có số liệu chính thức nhưng ước tính có khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim. Điều đáng tiếc là có rất nhiều người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về căn bệnh nguy hiểm này. Trung bình mỗi tháng tại bệnh viện này tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch. Trong đó có khoảng hơn 20 bệnh nhân suy tim. Theo các bác sĩ, suy tim là hậu quả cuối cùng của các bệnh lý về tim mạch. Mà mấy năm trước thì nó lâu lâu thì nó làm như có cái kim gì nó chích vô rỗng, nó nhói vậy. Mà mình cũng bỏ qua. Rồi hôm nay mình nói sao lúc này nó hơi mệt quá, cứ mệt hoài. Rồi mới vô bác sĩ Tuấn. Tại vì má mình có khám ở đây rồi, nên mình biết mình đi khám. Theo khảo sát, tỷ lệ tử vong do suy tim cao hơn nhiều so với các loại ung thư như ung thư vú, đại trực tràng, bàng quang. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến bệnh suy tim là bệnh van tim và bệnh mạch vành. Tỷ lệ tử vong do bệnh suy tim hiện còn rất là cao, mặc dù đã có nhiều cái tiến bộ trong việc mà chẩn đoán cũng như là điều trị. Tuy nhiên thì người ta thống kê thấy thì những bệnh nhân mà đã được chẩn đoán suy tim thì sau 2 năm 30% là tử vong và sau 5 năm thì con số này là 50%. Thì mình hình dung là 10 bệnh nhân suy tim thì sau 5 năm chúng ta chỉ còn gặp lại được 5 bệnh nhân thôi. Để xác minh rõ các bệnh suy tim hay không, người bệnh cần được thăm khám tại các cơ sở y tế có đầy đủ máy móc, trang thiết bị, bác sĩ chuyên khoa tim. Nếu sớm nhận biết các dấu hiệu, phát hiện bệnh và được điều trị, người bệnh suy tim sẽ giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong, cải thiện chất lượng cuộc sống. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.